Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Gái Sát Thủ của tác giả Tưởng Ngôn. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Một đêm dài như một thế kỷ, Hàn Ân không chợp mắt lấy một giây. Cô vẫn ngồi nguyên vị trí như tối qua, mà ánh mắt để nơi mảnh giấy không rời. Nếu cô ký thì cơ hội cô được ra ngoài là chắc chắn. Có được tự do, cô có thể đi tìm Phương Ngôn tính sổ món nợ này. Còn nếu cô không ký, rất có thể cô sẽ phải chết tại đây như lời anh nói. Anh sẽ lại có được tự do. Nhưng cô chết rồi thì hai người họ sẽ dễ dàng được bên nhau. Điều đó khiến cô không cam tâm. Ánh nắng chiếu vào bên trong căn phòng rộng lớn như một hồi chuông cảnh báo đã hết giờ lựa chọn. Cô cầm cây viết siết chặt trong tay rồi dứt khoát ký tên mình lên đó. Khi ánh nắng bên ngoài đã gắt gao hơn một chút, cửa phòng cô mới bật mở ra. Thân ảnh cao lớn của nam nhân mà cô đã đặt trọn đoạn tình cảm của kiếp này đang từng bước đến gần cô. Thế nhưng những bước chân này cũng đang từng chút một đi ra khỏi cuộc đời cô. Đến nơi, nhìn xuống mảnh giấy đã có chữ ký của cô, Quốc Anh cầm trên tay rồi nhếch mép. Hàn Ân, hôm nay là ngày tự do đúng nghĩa của cô. Hàn Ân không đáp lời, Quốc Anh cũng không có ý chần chờ thêm giây phút nào nữa mà đi ngay ra ngoài. Đình Lạc bây giờ mới chạy vội vào trong, ôm chầm lấy cô rồi xúc động. Tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không giúp được cô. Bây giờ thì không sao rồi. Đi, cô mau đi tắm rồi thay một bộ quần áo khác. Sau đó tôi sẽ đưa cô đi ăn một bữa bồi bổ. Hàn Ân như người vô hồn, chỉ biết theo sự chỉ dẫn của Đình Lạc. Đình Lạc chứng kiến sự đau thương từ sâu trong đáy mắt của Hàn Ân mà anh đã theo suốt 3 năm qua, không khỏi xót xa, đau lòng. Một lúc lâu sau, Hàn Ân trở ra ngoài với một thần thái tươi tắn hơn một chút. Cô nhìn Đình Lạc rồi nhẹ giọng nói, cô ta không bị bắt phải vậy không? Đình Lạc hiểu Hàn Ân đang nói đến ai nên cũng nói ra sự thật. Theo tôi biết được thì cô ta được Lưu Phong đưa đi rồi. Đưa đi đâu? Chuyện này tôi cũng không biết, nhưng dường như lão đại cũng không đi gặp cô ta. Tôi theo sát lão đại, ngoài đến công ty rồi về thẳng biệt thự ra thì lão đại không đi đâu cả. Cậu mau cho vài người thân cận đi tìm tung tích Lưu Phong cho tôi. Bằng mọi cách phải tìm cho được Đinh Phương Ngôn. Tôi quyết không để hạnh phúc cả đời của tôi vất vả có được đem dâng hết cho cô ta. Tôi hiểu rồi tiểu thư. Quốc Anh đến công ty, vừa ngồi vào bàn làm việc thì Tô Lâm từ ngoài đi vào rồi nói, Đặng Tổng, hôm nay luôn có người đi theo sát anh, cũng không biết họ đi theo với mục đích gì, anh vẫn nên cẩn thận một chút. Không sao, tôi biết rồi. Bên Lưu Phong thế nào rồi? Tôi vừa gặp cậu ấy lúc sáng nay. Nghe cậu ấy nói cô Đinh vẫn ngày đêm kiểm tra kỹ từng đoạn camera mà Lưu Phong cung cấp. Xem bộ cô Đinh đang rất nóng lòng minh oan cho mình. Sức khỏe cô ấy thì sao? Ổn cả chứ? Tạm thời cô ấy đã hết sốt rồi, ăn uống cũng bình thường, chỉ là không ngủ đủ giấc thôi. Tốt lắm. Nghe tôi nói đây, tối nay cậu phải cử thêm vài người đến đó, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô ấy. Nhưng nhớ bảo bọn họ kín đáo một chút, không được để ai nghi ngờ. Còn việc minh oan tôi cũng đã sắp xếp xong xuôi. Sau khi sự việc tối nay diễn ra thì bằng chứng ngoại phạm của cô ấy sẽ được gửi đến cục cảnh sát. Căn biệt thự của tôi cũng đã sang tên cho cô ấy. Sau này cô ấy sẽ ở đó. Đặng Tổng, chúng ta thật sự phải đến đó sao? Anh an bài cho cô Đinh kỹ như vậy, chẳng lẽ anh đã tính đến đường, đến chuyện... Người mà chúng ta đang đối phó là người thuộc Bộ Quốc phòng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì không sao, còn nếu không được suôn sẻ thì cậu cũng biết hậu quả rồi đó. Tô Lâm mặt mày căng thẳng nhìn anh mà không nói gì. Anh như hiểu được Tô Lâm nên bèn nói qua chuyện khác. Tối nay cậu không cần phải đi đâu, tôi còn có việc phải làm, cậu ra ngoài đi. Đặng Tổng, nhưng mà tôi rất lo cho anh. Không sao, tôi nhất định sẽ tìm được đường lui cho mình, cậu mau ra ngoài đi. Tô Lâm đứng bên cũng chẳng giúp được ích gì cả,
nên đành đi ra ngoài. Quốc Anh ngồi tận ngần nhìn ra bức tường kính ngoài kia, rồi lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc. Chuyện tôi bảo cậu làm tới đâu rồi? Tốt lắm, vậy theo kế hoạch mà làm. Nói xong anh cũng cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên, dáng ngồi thong thả tựa vào ghế. Bên ngoài trời hoang mê tạnh, trông thật đẹp. Sau đêm nay bầu trời còn có trong xanh như thế nữa không thì sợ hết vào số mệnh rồi. Phương Ngôn vẫn ngồi chăm chú vào màn hình laptop. Cô đã xem đi xem lại đoạn camera, đoạn đường từ công ty đến khu vực ranh giới thành phố C mà Lưu Phong đã cung cấp. Nhưng cô xem thế nào cũng không tìm ra sơ hở. Có điều gì đó khiến cô nghi ngờ, nên bèn thầm tự nói: không thể nào. Những con đường từ thành phố đến ranh giới đó mình đều xem qua, không thể nào mình không thấy chiếc xe hàng đó. Chẳng lẽ mình ngốc đến nỗi mới mấy ngày đã quên hình dáng chiếc xe đó rồi sao? Cô chau mày bực bội, tay lại liên tục nhấn tua nhanh. Ngay lúc này, ánh mắt cô lại không nhìn vào đoạn phim nữa, mà lại rời sự chú ý vào khoảng thời gian bên góc phải màn hình. Tua nhanh thế này cô mới phát giác thời gian bị mất một khoảng dài. Từ 19 giờ 02 phút liền nhảy nhanh đến 19 giờ 51 phút. Vậy đoạn thời gian tận 49 phút kia đâu rồi? Đã tìm ra được điểm nghi vấn, cô với ra ngoài loại gọi Lưu Phong. Lưu Phong, anh có ngoài đó không? Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Lưu Phong nghe cô gọi thì dìu điếu thuốc còn đang cháy dở xuống đất rồi đi vào trong. Có chuyện gì vậy? Anh qua đây xem này. Thấy điệu bộ cô có vẻ nghiêm trọng, Lưu Phong lại lo lắng đoạn phim mình đưa cho cô có sơ hở, nên vội đi lại đứng cạnh cô, cùng nhìn vào màn hình. Phương Ngôn tua đi tua lại đoạn bị mất cho anh xem, rồi đưa tay chỉ vào thời gian ở góc bên phải. Anh nhìn xem có phát hiện gì không? Rõ ràng đoạn phim này đã bị chỉnh sửa mất phần quan trọng rồi. Rất có thể là đoạn ghi hình chiếc xe đó đã bị cắt mất. Anh nhớ lại xem ngoài ra đã có ai đụng vào đoạn phim này không? Lưu Phong như chột dạ nên có phần lắp bắp. Không, đoạn phim này ngoài tôi ra thì chưa có ai động vào cả. Có lẽ nó bị lỗi rồi cũng nên. Vẻ kỳ lạ của Lưu Phong khiến cô nghi ngờ. Mấy ngày qua, mặc kệ cô làm gì, anh cũng không quan tâm, trừ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của cô. Với sự lo lắng của anh dành cho cô thì chẳng phải nên giúp cô minh oan trước hay sao? Nghĩ vậy, cô quay sang nhìn thẳng vào Lưu Phong. Anh vì ánh nhìn đó mà có chút né tránh. Hành động đó của anh cũng lọt vào mắt của cô. Lưu Phong, có phải anh giấu tôi chuyện gì không? Lưu Phong quay sang hướng khác, không nhìn cô rồi nói: tôi làm gì có chuyện giấu cô đâu, cô đang nghi quá rồi. Lưu Phong, anh quay lại đây, nhìn thẳng vào mắt của tôi. Lưu Phong ngập ngừng không quay lại. Phương Ngôn không chịu được nên đi đến đứng đối diện với anh. Anh nói đi, rốt cuộc là anh giấu tôi chuyện gì? Ánh mắt anh đảo quanh không nhìn vào cô, cũng không biết trả lời thế nào cả. Phương Ngôn hết cách bèn quay đi rồi nói: anh không nói, tôi đi tìm anh ta hỏi chuyện. Phương Ngôn, cô không được ra khỏi đây. Lưu Phong đột nhiên lớn tiếng khẩn trương khiến cô lại thêm phần nghi kỵ. Cô quay lại nhìn anh, khuôn mặt đã tức giận đến đanh lại. Sao tôi lại không được ra khỏi đây? Đã có chuyện gì xảy ra rồi, anh không mau nói ra đi. Tôi... cô đừng ép tôi. Lưu Phong ngày thường vốn làm việc rất cẩn trọng, không sơ hở. Nhưng hôm nay anh lại vì sự việc sẽ diễn ra tối nay của lão đại mà mất bình tĩnh hẳn. Quốc Anh đã an bài tất cả như thế, anh không thể để Phương Ngôn lao vào nguy hiểm. Tuy vậy, Phương Ngôn không có ý định dừng lại. Nếu anh mà còn không nói, tôi sẽ ra khỏi đây. Tôi phải tìm ra sự thật. Đừng mà Phương Ngôn, sau đêm nay thôi, cô sẽ được minh oan. Bây giờ cô cần phải ở đây, không được đi đâu cả. Tại sao sau đêm nay tôi lại được minh oan? Lưu Phong, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh làm ơn nói cho tôi biết đi được không? Anh nhìn cô cầu khẩn mà lòng rối tung. Mọi câu từ trong anh bây giờ lại mù tịt. Phương Ngôn biết anh đã yếu lòng nên nhỏ giọng hỏi anh: Lưu Phong, tôi cầu xin anh. Cuối cùng Lưu Phong không thể im lặng được nữa nên đành nói ra tất cả. Nơi này là do lão đại sắp xếp cho tôi và cô ở. Lão đại còn bố trí ở bên ngoài rất nhiều thủ hạ chỉ để bảo toàn cho cô. Thật ra anh ấy điều tra được tất cả. Là tên phó chỉ huy quân đội muốn báo thù cho con trai của ông ta nên đã thông đồng cùng với ba của cô đi diệt tất cả băng bọn của lão đại. Khi đó lão đại cũng không biết chuyện gì cả. Ba mẹ của cô cũng là do tên phó chỉ huy đó giết người diệt khẩu.
Còn đám cháy ở nhà cô là do Hàn Ân muốn báo thù cho bang hội nên cô ta mới ra tay phóng hỏa. Nghe tới đó, cổ họng cô chợt uất nghẹn, sống mũi đã cay xè nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào cả. Ba tôi sao ông ấy có thể nhiều thuộc hạ để thông đồng với tên phó chỉ huy? Ba cô thật ra là một tay đào tạo sát thủ. Phó chỉ huy muốn giết lão đại nên đã ký hợp đồng cùng với ba cô. Ông ta còn cũng cung cấp một số vũ khí quân dụng trong quân đội cho ba cô nhằm diệt cỏ tận gốc. Cô Như sụp đổ hoàn toàn, bước chân đứng không vững mà trực khuỵu xuống. Lưu Phong nhanh chóng đến đỡ lấy cô rồi trấn an. Cô không sao chứ, bình tĩnh lại một chút đi. Ba tôi không thể nào đâu, ông ấy không thể là người đứng đầu đào tạo bọn sát thủ đó. Lưu Phong, anh nhầm lẫn rồi. Có phải vì anh thanh tẩy cho Quốc Anh nên mới bịa ra chuyện đó gạt tôi phải không? Phương Ngôn, cô nghe tôi nói, chuyện lớn như vậy tôi không dám gạt cô đâu. Tôi biết nếu nói ra sẽ rất tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật, tôi nghĩ cô nên được biết. Lúc này cô lại nhớ đến những lời Lưu Phong nói lúc nãy nên lại hốt hoảng bấu lấy tay của Lưu Phong. Lưu Phong, lúc nãy anh nói sau đêm nay tôi sẽ được minh oan. Chuyện này là sao đấy? Đêm nay sẽ có chuyện gì? Anh đừng giấu tôi, xin anh đấy. Có phải lại liên quan đến tên phó chỉ huy đó hay không? Lưu Phong thoáng nhíu mày rồi quyết định nói ra hết với cô. Hơn ai hết, anh cũng muốn đến để trợ giúp Quốc Anh. Anh không thể ở yên đây mà chờ tin được. Lão đại không muốn để tên phó chỉ huy dùng cô để uy hiếp anh ấy nên đã nhanh trí sắp xếp cho cô ở đây. Vì vậy, dù cô hiểu lầm anh ấy vẫn không giải thích. Bằng chứng ngoại phạm của cô trong đêm nay sẽ được gửi đến cục cảnh sát. Thủ của cô đêm nay, anh sẽ giúp cô trả. Hắn ta cũng là chủ mưu của việc san bằng căn cứ địa, nên đêm nay lão đại sẽ tính sổ thù hận cũ với hắn ta luôn thể. Vì vậy, trước khi trời sáng, cô không được đi khỏi đây. Biết được sự thật, bỗng chốc hận thù trong lòng cô đã bị thay thế bởi sự sợ hãi. Bản năng tự nhiên cũng nổi lên, khiến cô chỉ muốn lập tức đến ngay bên cạnh Quốc Anh. Hóa ra cô lại ngây thơ suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Cô chỉ nhìn vào việc trước mắt mà suy đoán cả một câu chuyện. Hóa ra anh đang vì cô mà âm thầm làm bao nhiêu việc, còn cô lại ở đây dùng từng phút từng giây tìm mọi cách báo thù anh. Ông trời thật khéo đùa giỡn với cô mà. Anh nói cái gì? Sao không nói ra sớm hơn với tôi? Hắn là người của quân đội, xung quanh hắn là bao nhiêu ám vệ lẫn binh lính bắn tỉa. Một mình lão đại của anh có thể đấu lại với hắn sao? Không được, đi thôi, tôi phải giúp anh ấy. Nói xong cô đứng phát dậy rồi chạy nhanh đi. Lưu Phong hoảng hốt liền đuổi theo sau. Phương Ngôn, cô đừng làm bậy, nghe tôi nói đã. Phương Ngôn đi ra khỏi căn nhà hoang, nhưng chưa đi được bao xa thì một nhóm người đã dàn ngang trước mặt để chặn cô lại. Đoán chắc đây là nhóm người Lưu Phong vừa nói nên cô liền nói. Tôi biết các người nghe lệnh của Quốc Anh nên mới đến, nhưng mà hiện giờ lão đại của các người đang gặp nguy. Chuyện mà các người cần làm là đi bảo vệ anh ấy, chứ không phải phí thời gian ở đây cùng với tôi. Đừng nghe lời cô ấy nói. Chúng ta nhận lệnh ở đây để bảo vệ an toàn cho cô ấy thì dù thế nào cũng không được kháng lệnh. Lưu Phong từ sau đi tới rồi gằn giọng. Phương Ngôn nghe vậy lại ra vẻ không yên. Anh làm cái gì vậy? Anh không lo cho anh ấy sao? Cô biết anh ấy đang đi đâu không mà đây làm loạn đòi đi thế? Tôi... Anh nói đi, anh ấy đang ở đâu? Ở thành phố C. Bây giờ trời sắp tối rồi, chúng ta có đi cũng không kịp nữa. Cô nghe vậy thì lại lẩm bẩm. Thành phố C? Sao lại ở đó? Lưu Phong vẻ mặt nghiêm trọng đáp lời. Tối nay tên phó chỉ huy có buổi họp tổng bộ tại đó. Lão đại nhân lúc hắn nán lại đó một đêm sẽ ra tay. Như vậy sẽ không liên lụy đến ai trong chúng ta cả. Cô nghe xong lại tức giận, hơi thở cũng nặng nề hơn. Anh biết rõ ràng như vậy, thế mà lại ở đây ngăn tôi sao? Nếu anh tham sống sợ chết, nhất quyết ở đây tôi cũng không cản. Nhưng mà tôi nhất định phải đi, đừng ngăn tôi. Lão đại là sợ cô sẽ như vậy nên mới giấu cô mọi chuyện. Bây giờ cô đi, nếu chẳng may cô rơi vào tay của hắn thì lão đại sẽ không cần hành động cũng sẽ mất mạng đó. Cô còn không hiểu sao? Thân thủ tôi cũng không tệ, tôi tự lo cho mình được mà. Lưu Phong, anh đừng chần chừ nữa. Anh còn chậm thêm một giây nào, anh ấy sẽ nguy hiểm thêm một giây đó. Anh có biết không? Tôi... Được rồi, đừng nói nữa. Mau đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa.
là cô nói không sai. Lúc này không phải để đôi co những chuyện vặt vãnh, điều cần làm vẫn là đến trợ thủ cùng với Quốc Anh. Lưu Phong tập hợp hết những người đang canh giữ xung quanh đây, được hơn 50 người. Cả bọn cùng nhau đồng lòng đến thành phố C tiếp diện cho Quốc Anh. Đoàn xe của họ vừa chạy ra con đường lớn thì đám người của Đình Lạc cũng phát hiện ra chiếc xe của Lưu Phong. Đình Lạc không dám chậm trễ, liền gọi ngay cho Hàn Ân. Tiểu thư, tôi đã phát hiện ra xe của Lưu Phong đang chạy ra theo hướng ngoại thành. Bây giờ nên làm gì tiếp đây? Tốt lắm, cậu mau cho những người khác theo sau họ. Còn cậu quay về công ty đối đón tôi. Lần này tôi quyết định tính sổ với cô ta tất cả. Dạ. Đình Lạc nhanh chóng phân phó mọi người theo lời cô nói. Bản thân lại nhanh chóng lái xe về công ty. Thành phố C là một thành phố sầm uất nhộn nhịp. Ở đây nổi tiếng là vương quốc casino của cả nước. Bằng chứng là hai tòa casino có sức chứa hơn 20.000 người được yên vị ở khu vực trung tâm thành phố. Về mảng quốc phòng, đây là địa điểm hội họp thuộc Bộ Quốc hội. Hơn hết mọi vấn đề liên quan đến quân đội, từ huấn luyện quân đội, kho trữ quân khí và tất cả chiến lược phòng chống khủng bố tập trung cả ở đây. Tối nay tại đây diễn ra cuộc họp các cấp lãnh đạo quân đội thường niên, vậy nên Ngô Toàn cũng đang có mặt ở đây. Đồng hồ điểm 22 giờ, tại một căn hầm bí mật của tổ chức, một nhóm người khoác trên mình bộ đồng phục màu đen. Ai nấy đều tự trang bị cho mình nhiều loại vũ khí, từ súng đạn cho đến dao găm, bom cay. Người dẫn đầu bọn họ, nam nhân với thần sắc lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt như không vướng bận, đang chỉnh trang lại mọi thứ. Tô Lâm từ ngoài cửa đi vào sau anh liền nói: "Lão đại, tôi đến rồi." Quốc Anh nghe thấy nên quay lại thoáng sau mày: "Chẳng phải tôi bảo cậu không cần đến sao?" "Tôi không thể ở công ty chờ tin của anh được, nên tôi đã quyết định đến đây, mong sẽ hỗ trợ được anh." "Không cần đâu, cậu quay về đi." "Dù gì tôi cũng đã đến rồi, anh để tôi ở lại giúp anh một tay đi. Thêm một người cũng như thêm một sức mạnh mà." Quốc Anh chưa kịp nói lại thì một tên thuộc hạ khác đang chạy hớt hải vào trong: "Lão đại, người của chúng ta báo về tên Ngô Toàn đó đã về khách sạn trước cửa. Họ đang chờ chỉ thị của lão đại." "Được, bảo họ cứ làm theo kế hoạch đi, chúng ta cũng mau qua đó thôi." "Dạ." Tên thuộc hạ quay ra ngoài, Quốc Anh cũng vội sắp xếp mọi thứ sẵn sàng rồi đi ra ngoài. Vừa đi, anh cũng không quên nói: "Lỡ tới đây rồi thì theo luôn đi, nhớ chú ý một chút, thân thủ cậu không tốt." "Dạ lão đại." Trên tầng 30 của khách sạn chuyên dụng cho quân đội, một vài binh lính đang đi qua lại ở mọi ngõ ngách, từ hành lang cho đến khu vực sảnh. Gương mặt ai nấy đều căng như dây đàn. Họ liên tục áp tay vào tai nghe, trên tai để nghe rõ chỉ thị. Khu vực quanh phòng của phó chỉ huy có tổng động 12 tên canh gác. Có lẽ vì hắn chột dạ nên cố tình bố trí thêm an ninh. Một lúc lâu sau, tên phó chỉ huy đang bước ra thang máy. Phía trước hắn gồm 4 tên lính đặc vụ và đằng sau cũng có 6 tên. Thoạt nhìn vào, người khác sẽ lầm tưởng hắn là phó tổng thống hay đích thị là tổng thống cũng không chừng. Trên đường đi, hắn liên tục hỏi tên cấp dưới thân cận: "Mọi thứ vẫn ổn chứ?" "Dạ, đến bây giờ mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta." "Tìm được cô ta chưa?" "Dạ thưa, vẫn chưa." "Đồ ăn hại." Nói xong, hắn cũng đến trước cửa phòng. Được thuộc hạ mở cửa, hắn liền bước vào trong. "Các người ở đây canh gác kỹ cho tôi, bất cứ động tĩnh lạ gì cũng không được lơ là. Ở đây không thuộc địa phận của ta, vì vậy vẫn nên cẩn thận một chút, nghe rõ chưa?" "Rõ." Tất cả lính đồng loạt hành lễ, đưa tay hình chữ V lên sát đuôi chân mày. Sau khi hắn vào trong, hắn mới trở về tư thế rồi tiếp tục canh gác. Hơn một tiếng sau, một lao công mặc đồng phục của khách sạn đẩy một xe dụng cụ vệ sinh vào bên trong. Ngay lúc này, một tên lính bên ngoài vẻ mặt có chút không ổn. Hắn lay tên bên cạnh rồi nói: "Thức ăn của khách sạn này hình như có vấn đề. Bụng tôi khó chịu quá, tôi đi vệ sinh một lát. Cậu giúp tôi đến phòng y tế xin thuốc được không?" Tên lính bên cạnh gương mặt vẫn lạnh như tiền trả lời: "Đang lúc thực thi nhiệm vụ, không được tự ý rời khỏi vị trí, đây là quy định trong quân." "Thì tôi biết là vậy, nhưng cũng không ai quy định cậu không được giúp đồng đội, đúng không? Tôi đi lâu sẽ bị phạt đó. Cậu giúp tôi đi xin thuốc đi mà. Xin cậu đó, giúp tôi đi." "Tôi..." "Không được rồi, tôi không chờ được nữa, tôi phải đi ngay đây."
Tên lính mặt mày nhăn nhó ra vẻ đau bụng dữ dội rồi chạy ngay đi. Tên lính còn lại tỏ ra chần chừ một lúc rồi cũng rời đi khỏi vị trí, đi xin thuốc giúp đồng đội. Tên đi đến trước cửa nhà vệ sinh thì gặp người lao công. Cả hai nháy mắt nhau một cái, người lao công nhanh chóng đi ra lối đi chính, kịp lúc đánh úp được tên đang đi xin thuốc bất tỉnh, kéo hắn vào bên trong rồi đổi trang phục với người lao công. Người lao công đó không ai khác, chính là Quốc Anh. Lão đại, trước phòng hắn ngoài tôi ra còn có 18 tên lính khác, chúng toàn là lính đặc công nên thân thủ không thể xem nhẹ. Đây là tầng 30, ngoài sảnh có hơn 10 tên lính, những tầng dưới mỗi tầng có hơn 20 tên, chưa kể lính bắn tỉa xung quanh, tôi vẫn chưa xác định được số lượng. Nếu chúng ta mà có sơ suất gì, e là sẽ không thoát được. Quốc Anh đã thay xong bộ đồ lính, trông anh lúc này rất lạ, ra dáng một người lính đặc công thực thụ. Anh để cao cảnh giác nhìn thủ hạ của mình nói nhỏ: ở đây camera không ít nên cậu cẩn thận một chút. Người của chúng ta sắp xếp vào đây không nhiều nên nhất định phải đánh nhanh rút gọn. Tên phó chỉ huy kia là một con cáo già, hắn cho người phòng bị nghiêm ngặt như vậy, ắt đã đoán ra chúng ta sẽ có hành động. Công cụ liên lạc của chúng ta không thể dùng ở đây, vì chúng sẽ phát hiện ra tầng số lạ tra ra chúng ta. Thế nên mọi người phải làm theo kế hoạch để phối hợp với người bên ngoài. Chỉ có như vậy chúng ta mới mong được thành công. Cốc cốc. Tiểu Tần, cậu ở trong đó sao? Tiếng gõ cửa phòng vệ sinh làm cả hai giật thót tim. Chắc có lẽ tên thủ hạ rời khỏi vị trí quá lâu nên mới có người đi tìm. Quốc Anh nghe vậy liền hất mặt ra hiệu cho thủ hạ lên tiếng trả lời: phải, là tôi đây, tôi đau bụng quá, cậu tìm tôi có việc sao? Cậu nói chuyện với ai ở trong đó thế? Tôi có nói với ai đâu. Mở cửa ra tôi xem. Đây là nhà vệ sinh mà, tôi lại đang đi cái đó, cậu xem cái gì chứ? Tôi được lệnh phó chỉ huy kiểm tra từng động tĩnh, cậu mau mở cửa ra, đây là lệnh. Tiếng trống tim của tên thủ hạ réo liên hồi. Quốc Anh ở đối diện cũng căng thẳng không kém. Cả hai biết nên xử trí thế nào thì ầm một cái, cánh cửa liền bật tung ra. Mọi thứ sau đó trở nên nghẹt thở khi tất cả đối mặt với nhau. Quốc Anh nhanh tay quất mạnh về phía hắn tấn công. Hắn không kịp la lên thông báo cho bên ngoài mà chỉ lo hạ được đối thủ nặng ký. Tên thủ hạ thấy hai bên đang giao đấu thì chạy ra phía cửa trông chừng. Tên lính đặc chủng đúng là không dễ đánh hạ. Cho dù anh có dùng hết sức thì cả hai cũng chỉ mãi ngang tài ngang sức. Đến cuối, không để mất nhiều thời gian, anh đành dùng hạ sách. Anh nhanh tay lấy ở trong tay áo ra một vài cây phi tiêu nhỏ, lợi dụng thời cơ phóng thẳng ghim vào cổ, khiến hắn ngã ngay xuống, chừng mắt một chút rồi bất tỉnh. Tên thủ hạ lúc này mê trở vô, kéo hắn ta vào một phòng khác đóng cửa lại. Mọi việc xong xuôi, Quốc Anh lại bảo nhỏ: rời khỏi đó lâu sẽ bị sinh nghi đấy, cậu mau quay về đó trước đi. Tên thuộc hạ nhìn quanh kỹ một lượt, vừa trở ra ngoài vừa nói: lão đại, anh cẩn thận một chút. Sau cái gật đầu của anh, tên thuộc hạ cũng rời khỏi đó ngay. Vài giây sau, anh cũng thận trọng đi ra rồi vào vị trí trước cửa phòng phó chỉ huy. Không bao lâu, ở phía thang máy xuất hiện hai nhân viên khách sạn đẩy một xe thức ăn đến trước cửa. Quốc Anh vừa nhìn vào hai người kia mà không khỏi hoảng hốt. Trước mắt anh là Phương Ngôn và Lưu Phong đang đi tới. Anh nheo mắt nhìn Lưu Phong vẻ không hiểu chuyện gì, nhưng rồi chỉ nhận được cái gật đầu của Lưu Phong. Tình thế có sự thay đổi lớn, vì vậy anh đành diễn theo hai người họ. Lưu Phong đẩy xe thức ăn đến trước cửa phòng rồi nói với tên gác cửa: đây là thức ăn khuya mà khách sạn đã chuẩn bị cho ngài phó chỉ huy, phiền anh mở cửa giúp. Tên gác cửa ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, lạnh giọng đáp: phó chỉ huy không có thói quen dùng bữa vào giờ này, mời đi cho. Đây là phần thức ăn bên tổng bộ yêu cầu, tất cả cấp lãnh đạo đều có, xin anh đừng làm khó chúng tôi. Tôi nói rồi, ngài ấy không dùng bữa giờ này. Quả thật phía khách sạn có chuẩn bị phần thức ăn khuya cho cấp lãnh đạo cao. Vì thế Phương Ngôn đã lợi dụng thời cơ đó, trà trộn vào đội ngũ nhân viên khách sạn, hỏng tiếp cận giúp đỡ Quốc Anh. Cô vốn nghĩ lấy danh tổng bộ yêu cầu sẽ được vào trong, không ngờ tình hình khó khăn hơn cô nghĩ. Thấy vậy cô mới lên tiếng: hay là anh cứ cho chúng tôi vào trong để thức ăn vào bên trong, còn việc dùng hay không thì tùy vào ngài ấy. Đây là chỉ thị của phía tổng bộ, chúng tôi không thể làm trái. Hai tên gác cửa có vẻ lay động, chúng nhìn nhau một hồi nhưng lại im lặng không nói gì.
Lưu Phong bấy giờ lại nói vào: "Thức ăn để nguội sẽ không nên, vẫn mong hai người mở cửa giúp." Quốc Anh phía sau tuy vẫn trông dáng vẻ đi trực, thế nhưng đôi mắt anh nhìn cô đến không chớp, vì lo nếu anh qua đó, hai tên lính gác cửa sẽ nhận ra anh không phải là người của họ. Đại cuộc đó còn chưa giải quyết xong, anh không thể đánh liều để tất cả lọt vào bẫy. Hai tên gác cửa có vẻ đã nổi giận, gương mặt cũng sắc lại. Một tên như trực muốn nói gì, nhưng ngay lúc đó cánh cửa đột ngột mở ra, là Ngô Toàn bước ra. Thấy hắn nhìn có hướng mình, anh nhanh chóng quay sang nơi khác, tiếp tục đi trực vòng quanh. "Có chuyện gì mà ồn ào thế?" Ngô Toàn nhìn hai nhân viên khách sạn trầm giọng hỏi. Một tên lính chưa kịp trả lời thì Phương Ngôn đã nói: "Thưa phó chỉ huy, đây là phần ăn tối bên tổng bộ, đặc biệt căn dặn phía khách sạn chuẩn bị cho tất cả mọi người, nhưng mà cấp dưới của ngài không cho chúng tôi vào trong." "Có vậy thôi mà ồn ào làm gì, mau vào trong, mang vào trong đi." "Dạ vâng." Nói xong hắn cũng đứng nép sang một bên cho hai người đi vào trong. Nhưng vừa qua khỏi cửa, giọng nói hắn lại vang lên đằng sau: "Khoan đã, thẻ nhân viên của hai người đâu?" Cô và Lưu Phong trượng bước lại chỗ khi nghe hắn nói. Lưu Phong nhìn cô điềm tĩnh nháy mắt, cô lại tùy cơ ứng biến vội nói: "Dạ thưa ngài, hôm nay tôi đi làm trễ, có lẽ lúc nãy vội quá nên để quên ở trong phòng thay đồ rồi. Nếu ngài cần, tôi có thể quay lại đó lấy." Ngô Toàn nheo mắt rõ vẻ nghi ngờ, chậm bước đi đến trước mặt của hai người. "Là quên sao? Là quên hay là không có?" Lưu Phong lúc này mới cúi mặt nói: "Ngài quá đa nghi rồi. Ở đây thuộc quản lý của quân đội, chúng tôi không có thẻ, sao có thể tự ý ra vào được? Nếu mà ngài đa nghi như vậy thì chi bằng để chúng tôi quay về phòng lấy thẻ là được rồi." "Đúng, là tôi nghi ngờ đấy. Các người chắc sẽ không trùng hợp cả hai đều quên thẻ chứ?" Hắn vừa nói xong thì một cấp đang vội vã chạy vào trong, rồi kề tai nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy. Nghe xong, hắn liếc nhìn hai người một lượt, sau đó lại nói: "Cứ đưa người vào đây đi." "Dạ." Nhận được lệnh, tên kia liền bỏ chạy ra ngoài. Hắn lại ra vẻ đăm chiêu quan sát hai người trước mặt. Phương Ngôn và Lưu Phong tạm thời không tiện làm gì nên vẫn đứng yên như thế chờ hắn ta lên tiếng. Một lúc sau, giọng nói lớn tiếng phía sau nghe rất quen thuộc nên cả hai đều quay đầu nhìn về hướng cửa. "Thả tôi ra, sao lại bắt tôi? Tôi phạm tội gì mà bắt tôi?" Là cấp dưới của hắn đang dẫn giải Hàn Ân và Đình Lạc đi vào trong, lúc này hắn lại nở nụ cười man sở rồi khoái chí nói: "Tôi đoán không sai mà. Đặng Quốc Anh, tôi biết cậu đang ở đây, cũng không loại trừ khả năng cả bốn tên đang trong phòng của tôi là người của cậu. Cậu đừng có mong làm gì được tôi." Dứt lời, hắn đi ngay đến bức tường kính rồi kéo phăng tấm rèm sang một bên. Bốn ánh đèn laser lập tức hiện hữu ngay trên người của bốn người. Những tên lính bên ngoài ai nấy đã cầm súng sẵn sàng yểm trợ. Quốc Anh cũng giương súng lên theo bọn họ, nhưng mà đôi tay siết chặt đến nổi gân xanh. Người của anh ở đây không đủ, nếu liều mình cứu người e là sẽ thất thủ, nên đành kéo dài thêm chút thời gian cho người bên ngoài hành động. Mọi thứ bên ngoài vẫn im lặng, nhưng Ngô Toàn có vẻ không nôn nao. Hắn ngồi xuống ghế sofa, nhàn nhã rót lên một ly rượu đỏ rồi nhâm nhi: "Vẫn cứng đầu không ra sao? Thế để tôi chơi các người ván này nhé. Nói đi, hai cô gái xinh đẹp này là ai? Ai là Đinh Phương Ngôn?" Nghe vậy, cả bốn người cũng nhìn nhau chăm chú. Trong khi Phương Ngôn đang định tìm chuyện kéo thêm thời gian thì Hàn Ân chợt lên tiếng: "Ông nói cái gì mà tôi không hiểu? Tại sao lại bắt tôi vào đây, lại nói một mớ chuyện khó hiểu như vậy?" "Khó hiểu sao? Hai các người nửa đêm nửa hôm lén lút ở bên ngoài khách sạn làm cái gì thế? Ai lại không biết ở đây thuộc địa phận của quân đội? Đây là nơi mà các người lui tới hay sao?" "Tôi là vì tìm người nên mới tới đây. Trời tối tôi mới đi lạc. Tôi không phải là người ở đây thì làm sao tôi biết đây là địa phận gì?" "Cô đến tìm người sao? Tốt lắm. Là tìm Đặng Quốc Anh à?" "Tóm lại, tôi chỉ đơn giản là tìm người rồi bị ông dẫn vào đây. Tôi không biết người ông đang nói là ai cả." "Còn cứng đầu sao?" Ngô Toàn đặt ly rượu xuống bàn, ngoắc tay một cái. Phụp. Tiếng súng giảm thanh vang lên, cũng là lúc Đình Lạc kêu lên đau đớn rồi ngã quỵ. Hàn Ân hoảng hốt nhìn sang, thấy trên vai phải của Đình Lạc đã trúng đạn.
Cô vùng ra khỏi tên đang giữ mình, đến cạnh Đình Lạc run rẩy. Đình Lạc, cậu sao rồi? Cậu không sao chứ? Ngô Toàn, ông điên rồi sao? Ông muốn giết người thật sao? Tiểu thư cô đừng lo, tôi không sao đâu. Phương Ngôn tuy không quen biết với Đình Lạc, nhưng giây phút này thấy Đình Lạc nằm ở dưới đất, máu chảy ra khắp người thì liền lên tiếng. Rốt cuộc ông muốn gì? Đơn giản thôi, trả lời tôi, trong hai cô ai là Đinh Phương Ngôn? Câu hỏi này một lần nữa sắp bóp nghẹt những người ở đó. Đột nhiên Hàn Ân đứng phát dậy, trừng trừng nhìn tôi Ngô Toàn. Quốc Anh bên ngoài nghĩ cô nhất định sẽ chỉ ra Phương Ngôn thật sự, nên liền nóng lòng định bước vào. Nhưng bước chân chưa đi được chuyển thì giọng Hàn Ân đã nói, là tôi. Ai nấy đều nhìn cô chằm chằm sau câu nói ngắn gọn. Hai tia laser xe cũng đồng loạt nhắm vào người cô. Phương Ngôn vẫn còn ôm hận việc cô phóng hỏa chôn vùi ba mẹ của cô, nhưng ngay lúc này cảm giác trong cô là trống rỗng. Ngô Toàn nhận được câu trả lời liền vỗ tay cười khanh khách. Hay lắm Đinh Phương Ngôn, nhân lúc trò đang vui cô mau gọi tên Quốc Anh ra đây cùng chơi đi. Được, ông mau cho người đưa cậu ta tới bệnh viện trước đi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ tính tính với ông. Không ai ở đây có tư cách ra điều kiện với tôi cả, thế ông cũng đừng hòng tìm được người. Phụt, một phát súng khác từ tên bắn tỉa phía tòa nhà đối diện nhắm thẳng vào vai của Phương Ngôn. Lưu Phong nhanh tay đỡ lấy cô. Quốc Anh bây giờ đã không còn giữ bình tĩnh nên vội chạy ngay vào ôm lấy cô. Những tên lính bên ngoài cũng vì thế mà tập trung tất cả tầm ngắm vào những người bên trong phòng. Em không sao chứ? Xem lại tới đây. Quốc Anh nhỏ giọng đủ để cô nghe thấy. Phương Ngôn hơi thở có chút gấp gáp, vẻ mặt nhăn nhó ôm lấy vết thương, lắc đầu không nói. Nhìn cô lại một lần nữa bị thương, trước mặt cơn nộ khí trong lòng cũng dâng cao. Anh đặt cô vào người của Lưu Phong rồi lấy ngay khẩu súng ngắn trong người chĩa thẳng vào Ngô Toàn. Những ánh đèn laser tập trung cả vào anh, nhưng anh lại không quan tâm. Ngô Toàn, ông có giỏi thì nhắm vào tôi đi. Thả bọn họ đi, tôi ở đây với ông. Lão đại, không được. Lưu Phong, hai người họ bị thương không nhẹ, cậu mau đưa họ vào viện đi, mọi việc ở đây tôi lo được. Hàn Ân dù có nóng lòng vì Đình Lạc bị thương nhưng vẫn kiên quyết không chịu đi. Đến đây rồi thì không nghĩ đến đường đi, chưa báo được thù tôi quyết không đi đâu hết. Ngô Toàn vẫn thong thả cầm ly rượu, nhấp môi rồi nói, tự sát đi, chỉ cần cậu tự sát chết trước mặt của tôi sẽ cho bọn họ đi. Lão đại, không được. Lưu Phong nóng vội hét lớn. Phương Ngôn và Hàn Ân cũng nhìn anh lắc đầu. Quốc Anh dường như không muốn đem mạng của tất cả mọi người ra cược nên bèn nói, nhìn thấy họ an toàn rời khỏi đây tôi sẽ tự sát. Còn ra điều kiện với tôi sao? Thật ra tôi cũng không phải là một kẻ cuồng sát nhân. Chỉ vì cậu cướp đi con trai duy nhất của tôi nên cái mà tôi cần là cái mạng của cậu. Mạng đền mạng. Bọn họ không có liên quan, tôi cũng không muốn làm khó. Được, tôi chấp nhận thỏa thuận này. Nói xong, hắn nhìn ra ngoài cửa rồi hất mặt. Vài tên lính liền đi vào trong, dẫn bốn người họ ra ngoài. Nhưng vừa đứng lên, Phương Ngôn lại nhìn sang Hàn Ân, nháy mắt vài cái. Hàn Ân tuy không hiểu ý cô là gì, nhưng giờ phút này chỉ cần có một tia sống sót thì nhất định phải làm theo. Vậy thì người chết hôm nay phải là ông. Phương Ngôn gằn giọng nói xong thì lấy ngay khẩu súng giấu trong người, đập mạnh vào tên đang giữ mình. Không chờ cho chúng có cơ hội, cô nhanh chân chạy đến giữ lấy tay của Ngô Toàn làm con tim, rồi nép sang phần có rèm cửa che khuất, thoát khỏi tầm ngắm của lính bắn tỉa. Cùng lúc đó, Hàn Ân, Lưu Phong và cả Quốc Anh cùng nhau nép sang khuất tầm nhắm của tia laser, sau đó quay sang bên cạnh và phía sau lưng đồng loạt nổ súng. Thuộc hạ bên ngoài đang ẩn thân trong lớp áo lính cũng lần lượt bắn hạ từng tên bên cạnh. Cuộc đánh úp thuận lợi diệt gọn những tên lính canh trước phòng. Ngô Toàn nhìn thế cục đang thuận thế cho kẻ địch, lợi dụng lúc cô đang bị thương thì liền chấn trỏ đánh lén vào bụng của cô. Tuy bị thương nhưng cô còn đủ nhanh nhẹn để đỡ lấy tay của hắn. Hắn chạy sang khu vực trong tầm ngắm của lính bắn tỉa rồi nhìn về hướng đó gật đầu. Tiếng súng lập tức vang lên dữ dội, bức tường kính đã thủng đi nhiều lỗ nhỏ. Phương Ngôn cúi người xuống sát đất tránh luồng đạn, rồi cố sức một tay cầm tấm rèm, một tay đẩy thân người trượt dài về phía Ngô Toàn. Quốc Anh đang nép vào một góc, nhìn cảnh cô liều mình tấn công mà cố bình tĩnh, nhắm súng bắn thẳng vào đùi trái của hắn. Hắn kêu lên một tiếng rồi quỵ gối xuống đất.
Quốc Anh gắn chiếc tai nghe nhỏ lên tai, nhấn một vài thao tác rồi ra lệnh. Lính bắn tỉa ở tòa nhà phía tây khách sạn, mau diệt chúng đi. Nói xong, anh liền đi đến đỡ lấy cô. Ánh mắt anh sớm đỏ ngầu lo lắng. Tại sao mà em liều mạng như vậy chứ? Em muốn làm tôi lo chết sao? Tôi không sao, rời khỏi đây trước rồi đã nói. Phía bên kia, Hàn Ân cởi phăng áo khoác của mình, cột vào vai, mong cầm máu cho Đình Lạc. Đình Lạc sắc mặt đã nhợt nhạt, hơi thở gấp rút, cố nhoẻn miệng cười với cô. Tiểu thư yên tâm đi, tôi không chết được đâu. Tôi còn phải về hầu hạ tiểu thư nữa. Dù gì nhà họ Hàn chỉ còn mình tôi là thân cận với tiểu thư nhất thôi. Tôi đi rồi, lấy ai bầu bạn với tiểu thư? Hàn Ân nghe vậy thì không kìm được nước mắt liền nói. Cậu nói lung tung cái gì thế? Chết gì ở đây chứ? Tôi đưa cậu ra ngoài nhanh thôi. Lưu Phong đang nghe ngóng tình hình bên ngoài, nhanh chóng chạy vào trong. Lão đại, bên dưới bọn chúng sắp đến nơi rồi, chúng ta mau đi thôi. Cậu mau đưa hắn theo, Phương Ngôn bị thương rồi, cô ấy không tự đi được. Dứt lời, anh cũng bế thốc cô lên rồi chạy đi. Lưu Phong cầm súng áp giải Ngô Toàn đang bị thương ra ngoài. Hàn Ân cũng không thể bỏ mặc nên đã dìu Đình Lạc đi theo cùng. Cả sáu người cùng vào thang máy xuống thẳng tầng G. Phương Ngôn mất máu quá nhiều, thê phần vừa rồi dùng quá nhiều sức lực khiến cô kiệt sức, dần thiếp đi trên vai của anh. Quốc Anh lòng nóng như lửa đốt, chau mày nhỏ giọng nói. Phương Ngôn, em cố lên thêm một chút, tôi sẽ mau chóng đưa em ra khỏi đây. Xin em đừng bỏ tôi một mình. Ngô Toàn đứng cạnh, mặt mày cũng đã tái xanh vì mất máu. Nghe anh nói vậy thì chợt phì cười. Đừng có mong được ra khỏi đây. Ra khỏi thang máy này, để tôi xem các người trốn được đi đâu nữa. Lưu Phong đập mạnh cán súng lên đầu của hắn một cái rõ mạnh, rồi nghiến răng. Sắp chết tới nơi rồi, lại còn dở cái giọng uy hiếp sao? Im đi đồ khốn. Cửa thang máy dần mở ra, phía sảnh ngoài là một không gian yên tĩnh không một chút tiếng động. Mọi người vẫn đứng yên trong thang máy, không vội ra ngoài. Quốc Anh đưa mắt xảo quanh một lượt, trực giác của anh cho thấy rằng đằng sau mọi góc quất phía trước đều có mai phục. Nghĩ vậy, anh đặt cô ngồi xuống đất rồi từng bước định đi ra ngoài. Hàn Ân thấy vậy liền ngăn anh lại. Quốc Anh, không được. Lão đại, để tôi đi, anh giữ tên này đi. Lưu Phong dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh. Hàn Ân vội để Đình Lạc tựa vào thành thang máy rồi kéo tay anh. Muốn đi, để tôi đi. Đứng lại, tôi không cần sự ngu ngốc này của cô, mau ở yên đó đi. Nói xong, anh lại nhìn sang Lưu Phong. Đưa tên đó cho tôi. Cậu có một nhiệm vụ khác. Khi tôi ra ngoài, cậu mau chóng tìm kẽ hở mà đưa Phương Ngôn rời khỏi đây ngay. Chuyện ở đây tôi lo. Lão đại, người của chúng ta đều ở bên ngoài, một mình anh ở đây không có được đâu. Tôi đã nói sẽ chừa đường lui cho mình, cậu mau đưa người đi ngay. Lão đại. Ông chú à? Tiếng nói yếu ớt của cô đằng sau vang lên. Anh vội quay người lại rồi ngồi xuống cạnh cô. Em tỉnh rồi sao? Em ráng lên, em sẽ ra khỏi đây nhanh thôi mà. Vết thương trên vai đau nhói từng cơn khiến cô nhăn mặt. Cô mở mắt to nhìn anh, tỏ vẻ không sao rồi nói. Muốn đi chúng ta cùng đi. Em không cho phép bất cứ ai chia cắt chúng ta nữa. Em biết hết mọi chuyện rồi sao? Cô khẽ gật đầu rồi rơi nước mắt. Em xin lỗi, do em suy nghĩ nông cạn, còn nói với anh nhiều lời khó nghe như vậy. Anh đừng bỏ em lại có được không? Nghe được những lời từ tận trái tim của cô khiến anh cảm động ôm chầm lấy cô. Ngốc, tôi sao có thể bỏ lại em chứ? Tôi không chỉ nỡ để em chịu khổ cùng với tôi. Em không thấy khổ, chỉ cần được ở bên anh, em không thấy khổ gì cả. Vòng tay anh ôm cô siết hơn, khóe môi nở rộ nụ cười mãn nguyện gục xuống vai của cô. Hàn Ân đứng cạnh nhìn thấy cảnh đó, chỉ đành ngậm ngùi xót xa, tâm can đau thấu trời nhưng phải cố gắng kìm nén cảm xúc. Các người bị bao vây rồi, xung quanh đây đều bị phong tỏa, mau thả người rồi đầu hàng đi, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng đấy. Một toán binh lính đang tập hợp đông đủ trong sảnh đối diện cửa thang máy của mọi người, tất cả cầm súng hướng về phía họ. Lần này thế cục đã rối ren ngoài tầm kiểm soát. Quốc Anh buông tay cô ra rồi nhàn nhạt đứng lên chĩa súng vào đầu của Ngô Toàn. Vậy thì hôm nay một là tôi chết, hai là các người cùng chết. Tên chỉ huy thấy vậy liền hô to ra lệnh cho anh. Đặng Quốc Anh, cậu mau thả con tin xuống rồi bỏ súng đầu hàng đi. Coi như vậy tôi cho tất cả mọi người một con đường sống.
Ngay lúc này, bên tay anh thuộc hạ đang báo cáo. Lão đại chúng tôi đã thay vị trí của lính bắn tỉa thành công. Chỉ còn vài tên hiện tại đang ở vị trí đối diện anh. Chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được. Đó là khu trung tâm quan sát. Xin trở lại anh. Tốt lắm. Có lẽ tôi đã thấy được chúng rồi. Ở yên đó đợi lệnh tôi. Dạ. Trong đám binh lính trước mặt anh, gần một nửa là người của chúng ta. Họ cũng đang chờ lệnh anh. Anh nhấn vài thao tác đồng bộ tần số liên lạc của cả bọn, rồi từ từ nói. Tôi bắn phát súng đầu tiên thì tất cả cùng hành động. Dạ. Dứt lời, ánh mắt anh rời sang phía tòa nhà đối diện. Có hai căn hộ đang che rèm tối đen. Chắc chắn những tên lính ngụy trang đang ở đó. Vị trí ngắm bắn có lẽ vừa vặn cho anh đang ứng. Khóe môi anh cong lên một đường ma quái, rồi kéo tên phó chỉ huy Ngô Toàn đứng ngay trước cửa thang máy, chắn ngang tầm bắn của chúng. Sau đó anh lại nhỏ giọng cùng với Lưu Phong. Cậu đã nghe tôi nói gì rồi chứ? Nhiệm vụ của cậu là chu toàn cho Phương Ngôn và hai người bọn họ. Dạ. Dứt lời, anh một tay cặp cổ, một tay cầm súng chĩa vào lưng của Ngô Toàn, dùng Ngô Toàn làm lá chắn rồi bước ra ngoài. Nếu muốn ông ta chết ngay lập tức thì mau tấn công đi. Ngô Toàn nghe vậy liền nói to cho tên cấp dưới. Giết hết chúng đi, còn đợi gì nữa? Phó chỉ huy, nhưng còn an toàn của ông? Ở đây bị bao vây hết rồi, chúng không thoát được đâu. Vừa nói hắn vừa nháy mắt với cấp dưới. Tên kia như hiểu chuyện, bèn gật đầu rồi ra lệnh. Lên hết cho tôi, nhớ giữ an toàn tuyệt đối cho phó chỉ huy. Đoàng, đoàng, đoàng. Tiếng súng đôi bên vang lên như cơn sóng ngầm dữ dội. Cơn mưa đạn cùng làn khói trắng xóa từ pháo khói bay mù mịt khắp nơi. Những tên thuộc hạ của anh trong bộ lính đang lần lượt tiêu diệt từng tên địch. Phía sau, Hàn Ân, Lưu Phong cùng với Phương Ngôn cũng đang dốc sức lao vào làn khói trắng giúp sức. Tên cấp dưới lợi dụng quốc anh không chú ý, liền lao ra từ trong đám khói cướp người. Bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ, tay anh buông Ngô Toàn ra rồi tấn công tên cấp dưới của hắn. Ngô Toàn thoát khỏi tay của anh, liền quở quạng khắp nơi tìm cách tiêu diệt anh. Súng trên tay Hàn Ân bắn ra liên hồi nên lúc này đã hết đạn. Cô nhìn quanh tìm vũ khí dưới đất, chợt thấy một cây súng trước mặt, vội cúi người đi qua đó bắt lấy. Không ngờ Ngô Toàn nhanh tay hơn, lại ra tay trước cô. Trong làn khói mờ, cô chỉ kịp thấy hắn giơ súng chĩa về phía Quốc Anh đang đánh tay đôi với tên cấp dưới của hắn. Hàn Ân không nghĩ được nhiều, liền chạy vội đến chắn ngay trước mặt của anh. Quốc Anh, coi chừng. Giọng la thất thanh của anh thu hút sự chú ý của Phương Ngôn. Cô dùng suốt sức lực cuối cùng quật ngã tên lính trước mặt, thẳng tay nhắm ngay Ngô Toàn mà nổ súng. Đoàng đoàng. Tiếng súng vang lên cùng một lúc, cũng là lúc ba thân ảnh cùng ngã xuống đất. Tiểu thư, Phương Ngôn. Đình Lạc thấy Hàn Ân ngã xuống thì bất tỉnh, gọi to tên cô trong hoảng loạn. Quốc Anh lại không để ý đến Hàn Ân mà nhìn sang Phương Ngôn cũng đang nằm sõng soài dưới đất. Chút sức yếu ớt của cô đã vừa tận dụng hết. Sau phát súng vào đầu Ngô Toàn, cô cũng kiệt sức mà ngã xuống. Quốc Anh quỳ sụp xuống cạnh cô, giọng gấp gáp. Phương Ngôn, tỉnh lại, em tỉnh lại đi. Xin em đừng bỏ lại anh, mau tỉnh lại đi. Phó Thủ tướng đang ở đây, mau dừng tay hết lại cho tôi. Đấy là giọng nói đanh thép của Thanh Tra Lương. Cuối cùng Thanh Tra Lương cũng đã đến kịp lúc để giải vây cho mọi người. Sau đó là hai hàng lính thuộc chính phủ cũng chạy nhanh vào trong. Một số khống chế số lính của Ngô Toàn, số khác chạy thành hai hàng vây quanh cả khu sảnh khách sạn. Ngô Toàn đã chết, tên cấp dưới của hắn thấy vị phó thủ tướng uy nghiêm, gương mặt mang màu hổ phách đứng trước mặt mà run rẩy. Thanh Tra Lương thấy Quốc Anh đang ôm cô trong tay phía gần thang máy thì đi nhanh lại hỏi chuyện. Lão đại, anh không sao chứ? Quốc Anh ngẩng lên nhìn Thanh Tra Lương rồi hỏi lại. Chuyện đó ổn cả chứ? Anh yên tâm, chứng cứ Ngô Toàn lấy cắp vũ khí quân dụng tôi giao lên cho chính phủ. Cho dù bây giờ hắn đã chết thì đồng bọn của hắn cũng sẽ không thoát khỏi đâu. Vậy mọi chuyện ở đây tôi giao lại cho cậu. Cô ấy bị thương rồi, tôi đi trước. Được lão đại. Anh bế thốc cô lên rồi nhanh chóng ra khỏi khách sạn. Lưu Phong bế Hàn Ân cùng Đình Lạc cũng đi ngay sau đó. Thanh Tra Lương thở phào một cái rồi đi đến ngài phó thủ tướng báo cáo. Thưa ngài, như tôi báo cáo trước đó, phó chỉ huy quân đội Ngô Toàn đã lấy cắp và vận chuyển vũ khí quân dụng, gây thiệt hại nặng nề về người và hiện vật. Tối nay ông ta còn ngang nhiên biết luật phạm luật. Sợ anh của tôi là Đặng Quốc Anh biết chuyện sẽ báo cáo với chính phủ, nên đã bắt cóc người thân của anh ấy để uy hiếp và diệt cỏ tận gốc.
Cái chết của phó chỉ huy cũng là do trận xả súng lúc nãy của quân đội gây ra. Tất cả chứng cứ liên quan tôi sẽ gửi về tổng bộ. Vậy xin ngài hãy suy xét và giúp anh tôi chủ trì mọi việc. Thanh tra Lương được sự phân phó của anh đi tìm và đem chứng cứ phạm tội của Ngô Toàn gửi đến chính phủ. Quân đội là bộ mặt của quốc gia nên chắc chắn chính phủ sẽ không chịu bỏ qua việc cấp cao phạm pháp. Vậy nên đường lui mà Quốc Anh luôn miệng nhắc đến chính là sự giải cứu kịp thời của Thanh tra Lương. Ngài phó thủ tướng nghe xong mọi việc liền tỏ vẻ tức giận tay nghiến. Ông nhìn vào đám lính trước mặt mà thét lên từng câu. Tất cả những kẻ liên quan trong vụ lấy cắp vũ khí quân dụng này dẫn giải về chi cục hết cho tôi. Ở đây là nơi nghỉ ngơi của cấp cao lãnh đạo chính phủ, chứ không phải nơi để quân đội tập luyện đấu súng. Những tên lính đặc chủng mau trở về quân doanh nhận án phạt hết đi. Tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ thành phần nào có mặt ở đây tối hôm nay. Giải tán. Dạ, cảm ơn ngài phó thủ tướng. Thanh tra Lương đứng nghiêm chào ngài phó thủ tướng. Sau khi tất cả đi khỏi, anh quay lại nhìn tất cả mọi thứ lần nữa rồi mỉm cười thầm. Lão đại, nhiệm vụ tôi đã vô cùng thành công, không phụ sự kỳ vọng của anh rồi nhé. Trên con đường nhựa rộng lớn trải dài như vô tận, hai chiếc xe lao đi như ánh sáng xuyên qua màn đêm lạnh lẽo giá buốt. Quốc Anh đặt cô vào trong lòng, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ. Lưu Phong nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ lo lắng đến phát khóc của lão đại, mà bản thân cũng nôn nóng theo. Lão đại, tôi xin lỗi, tôi không giữ nổi được bí mật nên đã nói cho cô ấy biết, khiến mọi người rơi vào tình huống khó khăn. Tôi không biết làm sao để mà chuộc tội của mình. Lão đại, thà rằng anh trách phạt tôi, chứ đừng im lặng như vậy. Im lặng lái xe đi, đừng nói gì nữa. Nỗi thống khổ, xen lẫn chút xót xa hiện hữu trong đáy mắt của anh. Tình yêu anh dành cho cô mang theo quá nhiều sóng gió. Mọi sóng gió này đã vượt qua, tuy rất nặng nề, nhưng mà ít nhất nó cũng đã kết thúc. Chuỗi đau đớn cô đã nhận, anh chỉ đành dùng cả nửa đời còn lại để đền bù cho cô. Khẽ áp sát cô vào trong người, anh khẽ thì thầm bên tai cô. Chỉ cần em bình san an vô sự, chúng ta sẽ kết hôn nhé. Anh không hề biết, nhưng ngón tay của cô dần động đậy sau câu nói của anh. Nó như một nguồn năng lượng mạnh mẽ, khiến cô có thể chống chọi với mọi thứ, kể cả là tử thần. Hơn nửa giờ sau, hai chiếc xe đã yên vị trước cửa bệnh viện tại trung tâm thành phố C. Các y bác sĩ nhanh chóng kéo lần lượt ba chiếc băng ca ra đón bệnh nhân rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Lưu Phong chạy một vị bác sĩ rồi nói: tất cả họ đều bị trúng đạn. Bác sĩ, ông mau cấp cứu gấp đi. Quốc Anh khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nắm tay của cô chạy theo giường bệnh, mặc cho trong lòng đang hóa bão sông. Thái độ như không có gì của anh hoàn toàn trái ngược với trái tim đau đến sắp vỡ bên trong. Những chiếc giường bệnh khuất sau cánh cửa trắng tinh, thân hình cao lớn mệt mỏi ngồi bệt xuống hàng ghế chờ bên ngoài vẫn không thốt nên một lời nào. Suốt 30 năm cuộc đời, anh chưa bao giờ biết khẩn xin trời Phật, nhưng nhìn bộ quần áo của mình đã thấm đẫm một màu máu đỏ chết chóc từ người cô, khiến anh không ngừng khấn xin. Cô ấy còn quá trẻ để phải chịu những đau khổ này. Đặng Quốc Anh này hôm nay cầu xin trời cao đừng mang cô ấy đi. Nếu nhất định phải có một người phải rời xa cõi này thì hãy mang tôi đi, tôi sẽ không oán, không hối. Trời đêm ngày càng dày đặc, màn sương bên ngoài như xuyên thấu qua bức tường, thấu vào cả tâm can khiến nó lạnh buốt. Anh vẫn ngồi điềm tĩnh ở đó, chờ đợi một điều gì đó từ sau cánh cửa kia. Lão đại, tôi mọi người mang quần áo đến cho anh rồi, lát nữa họ sẽ mang đến cho anh. Bây giờ tôi đi tìm gì đó cho anh ăn, anh phải giữ sức khỏe để cô ấy không phải lo lắng nữa. Lưu Phong ngồi bên cạnh quan sát kỹ từng biểu cảm trên gương mặt của anh. Anh hiểu rõ tính khí lão đại của mình, mọi chuyện đều giấu kín trong lòng, không bao giờ để cho người khác nhìn thấy tâm tư. Vậy nên việc anh cần làm chỉ có thể là lo cho sức khỏe của lão đại mà thôi. Lưu Phong rời đi không bao lâu thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Anh vội vàng đến, hy vọng lại được nhìn thấy người con gái bé bỏng của anh. Bên trong, Đình Lạc được đẩy ra đầu tiên, sau đó là Phương Ngôn. Nhìn thấy cô bình an, ánh mắt anh cũng dịu dàng hơn một chút. Cảm ơn em đã không sao rồi. Anh xúc động đến quên mất còn thiếu vắng một người. Đến khi nhận ra sự thiếu sót, anh mới ngẩng mặt hỏi bác sĩ. Bác sĩ, còn một cô gái nữa đâu rồi? Vị bác sĩ lúc này mới nói với anh tình hình của ba người họ. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Cậu trai trẻ kia và cô gái này trúng đạn nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Viên đạn không nằm ở vị trí chí mạng,
chỉ là họ mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu. Tôi cho chuyển máu và hồi sức cấp cứu, phẫu thuật gắp đạn rồi. Hiện tại sức khỏe đã ổn định, không có gì đáng lo ngại. Còn cô gái bên trong bị thương khá nặng, chúng tôi vừa chẩn đoán viên đạn nằm cách tim cô ấy chỉ 2 cm. Vì vậy phần phẫu thuật này chúng tôi cần bác sĩ khoa tim mạch đến hỗ trợ. Ý chí sinh tồn của bệnh nhân hiện tại đang rất xuống cấp, một phần cũng do bản thân bệnh nhân không muốn tiếp tục duy trì mạng sống. Thế nên tôi cần người nhà hoặc người thân cận với cô ấy có thể vào trong nói với cô ấy vài lời. Tôi nghĩ như vậy có thể giúp cô ấy vượt qua được sự nguy hiểm này. Nghe vậy, Quốc Anh lại nhìn sang Phương Ngôn, khẽ vuốt vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô, đặt lên trán của cô một nụ hôn rồi nhỏ giọng. Anh biết em là cô gái rộng lượng, em không trách anh đâu, có đúng không? Em hãy ngoan ngoãn đợi anh sẽ quay vào với em nhanh thôi, được chứ? Nói xong, các y tá cũng đẩy giường bệnh cô cùng với Đình Lạc vào phòng hồi sức, còn anh lại theo chân bác sĩ vào bên trong phòng cấp cứu. Cái cảm giác lại bước vào căn phòng đầy mùi thuốc tẩy này khiến đầu óc của anh lại nặng nề khó hiểu. Đi một đoạn, anh lại dừng chân tại giường bệnh của một cô gái người đầy máu me đỏ thẫm. Trên người cô đang tua tủa những ống truyền lớn nhỏ, ngay cả thở cũng cần có máy hỗ trợ. Anh đi đến bên cạnh giường cô, lời nói không nóng không lạnh lại vang lên. Cô định dùng cách này để mà níu kéo tôi sao? Làm như vậy có phải là quá đáng rồi không? Tôi không cần cô phải hy sinh vì tôi. Nếu cô muốn chuộc lỗi thì mau chóng khỏe lại trở về, bù đắp những lỗi lầm mà cô gây ra đi, chứ không phải là nằm đây muốn buông xuôi để mà chối bỏ trách nhiệm. Tôi biết cô đang nghe tôi nói chuyện, nếu còn chút tình cảm với tôi thì mau mở mắt ra nhìn tôi. Đừng nghĩ như vậy sẽ làm tôi mềm lòng đấy. Một phép màu nào đó đã xảy ra, những ngón tay của cô có chút động đậy, mi tâm cũng dần hé mở như một kỳ tích. Đôi mày Hàn Ân trao lại đau đớn, một giọt nước mắt trực trào ra khỏi khóe mắt, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy. Quốc anh vẫn còn trách em vì chuyện của Tiểu Mỹ có phải không? Bao năm qua em không muốn anh nhớ đến cô ấy, nên chưa bao giờ em nhắc đến cái chết của cô ấy. Thật ra em không muốn giết chết cô ấy, là em vô tình nghe được ba em vì thương em nên muốn sai người giết cô ấy thay em. Thế nhưng em biết người anh yêu là cô ấy. Em vốn định khiến cô ấy bị thương rồi tìm cớ đưa cô ấy đi khỏi đó để tránh sự đuổi giết của ba em. Nhưng thật không ngờ ba em đoán được em định làm gì nên đã lén lút đổi người tài xế đó. Kẻ lái xe cán qua người Tiểu Mỹ không phải là người của em mà là người của ba em. Em xin lỗi vì không bảo vệ được người mà anh yêu. Em xin lỗi. Sự ngỡ ngàng biểu hiện rõ trên nét mặt của Quốc Anh. Cái chết của Tiểu Mỹ anh chưa có một ngày nào quên đi, nhưng cảm xúc lâu đã không còn đau đó bỗng hôm nay lại âm ỉ trở lại. Đôi môi mím chặt, ánh mắt nặng nước, anh cố hỏi lại. Cô nói gì? Mọi chuyện là lão đại làm, không phải là cô làm sao? Hơi thở Hàn Ân dần yếu đi, đôi mi đã không chịu vững mà dần khép lại, giọng nói vô lực ngắt quãng lại vang lên. Anh hãy tin lời nói của một kẻ sắp chết, vì đó là lời thật tâm nhất, tận đáy lòng của họ. Quốc Anh, em đánh đổi cả tương lai chỉ để đổi lấy từng giây từng phút bên anh. Em rất muốn cùng anh nằm gai nếm mật, trải qua mọi dư vị thế gian. Thế nhưng chỉ riêng mình em ngày ngày ngả lưng vào nỗi buồn bất tận. Hôm nay nỗi đau mà em chịu đã thật sự kéo em xuống đáy vực sâu. Em không còn luyến tiếc gì nữa. Giờ đây em hiểu rõ yêu đơn phương nó đau thế nào. Nỗi đau đó không thể đong đếm nữa rồi. Em mệt rồi, em buông tay rồi. Anh phải hạnh phúc đấy, có biết không? Lời nói vừa dứt cũng là lúc lơi hơi thở của cô dừng hẳn. Đôi mắt đã nhắm nghiền không mở nữa. Tiếng máy móc bên cạnh cũng thay phiên nhau liên hồi. Anh đứng chôn chân tại chỗ, bộ não như chưa truyền tải hết được những gì cô vừa nói. Thế nhưng chẳng hiểu sao giọt nước mắt của nam nhân lại rơi xuống. Các bác sĩ y tá thay nhau chạy vào ra sức cấp cứu. Thế nhưng Hàn Ân lại cứ thế mà lìa xa thế giới này, hoàn toàn bước khỏi cuộc đời của anh. Chiếc khăn trắng nhưng u ám đó một lần nữa đắp qua khỏi đầu một người con gái đặt trọn đoạn tình cảm cả một kiếp cho anh. Kiếp sau, xin em đừng gặp lại tôi, xin đừng vì tôi mà đau khổ những gì kiếp này em đã chịu. Cảm giác như sắp nghẹt thở khiến anh không thể đứng thêm lại nữa. Những bước chân nặng nề dần đi khỏi căn phòng đen tối kia. Vừa ra đến bên ngoài cũng đúng lúc Lưu Phong đi đến.
nhìn thần sắc của anh có chút lạ, Lưu Phong liền hỏi han. Lão đại, anh sao vậy? Họ có chuyện gì sao? Cậu an bài cho Hàn Ân một tang lễ chỉn chu nhất, có hiểu không? 3 tháng sau, dưới bãi cát trắng xóa trên hòn đảo Phi Lê, hai hàng ghế trải dài thẳng tắp dọc theo lối đi được trải thảm đỏ đến khán đài hoành tráng. Chiếc cổng hoa nhập 100% hoa hồng tươi Singapore được tỉ mỉ kết nên một vòng tuyệt mỹ. Mỗi chiếc ghế bên dưới được trang bị một chiếc nơ hồng xinh xắn. Hôm nay là ngày đại hôn, là kết quả cho bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu hiểu lầm, mất mát. Hơn 200 khách mời có mặt đông đủ, chỉ chờ đôi nam nữ chính xuất hiện. Nam nhân vật chính của buổi lễ nhanh chóng đã có mặt trên khán đài dưới tràng vỗ tay giòn giã của tất cả quan khách. Nam nhân trong bộ vest tây đen lịch lãm, vẻ mặt hướng ra phía cổng hoa vô cùng hồ hởi. Giây phút thiêng liêng được mọi người trông chờ cũng đến. Cô gái xinh đẹp nhất hôm nay cũng đã xuất hiện tại cổng hoa. Mọi người đều tươi cười, ngoái nhìn cô dâu đang trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Khuôn mặt trang điểm không quá cầu kỳ nhưng lại nổi bật với nét đẹp tự nhiên tươi trẻ. Nụ cười trên môi cô rạng rỡ, ánh mắt hướng về tâm điểm là nam nhân trên khán đài. Lưu Phong bên cạnh đưa tay cho cô nắm lấy, cô từng bước tiến về phía bờ hạnh phúc của mình. Dưới luồng pháo đầy giấy đủ sắc màu, cô vẫn rực rỡ tiến lên khán đài. Lưu Phong giao tay cô, đặt vào tay của Quốc Anh, nở nụ cười chúc phúc. Lão đại, chị dâu, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc, bạc đầu bên nhau. Khoan đã. Giọng ai đó lớn tiếng khiến tất cả mọi người phải ngoái lại nhìn. Quốc Anh cùng Phương Ngôn cũng di chuyển ánh nhìn về phía cổng hoa. Nhìn người đang đi về phía họ, anh thoáng nhíu mày. Lưu Phong vừa định đến ngăn người ấy thì Quốc Anh lại ngăn. Đừng làm bậy, hôm nay là ngày đại hỷ, đừng gây chuyện. Vậy cứ để mặc hắn tới quấy rối sao lão đại? Tôi cũng muốn xem thử xem hắn muốn gì. Nam nhân đang ung dung đi trên thảm đỏ giữa buổi tiệc dừng hẳn trước mặt đôi vợ chồng trẻ, rồi tự nhiên nói dưới sự tò mò của tất cả quan khách. Em kết hôn, chuyện lớn như vậy sao không mời tôi? Sao vợ tôi phải mời người không đứng đắn như cậu đến thể mất vui chứ? Quốc Anh nổi cơn ghen khiến Phương Ngôn thầm cười. Cô nhìn nam nhân trước mặt rồi đáp lời. Kỳ Quân, là anh không cho tôi mời. Nhưng mà anh đến đây rồi thì ở lại chung vui đi. Như vậy hóa ra anh là khách không mời mà đến à? Có thể nói là như vậy. Em cũng quá đáng đó. Nhưng thôi, hôm nay là ngày vui của em. Trùng hợp anh có lịch trình ở đây nên muốn đến tặng em một món quà thôi. Quốc Anh nghe vậy liền không vui nói. Cô không thiếu thứ gì cả. Đến cũng đến rồi, nói cũng nói rồi, mời cậu đi cho. Kỷ Quân định lấy trong túi áo vest ra một món quà anh đã cất công chuẩn bị. Nhưng mà nhìn thấy thái độ của Quốc Anh như vậy, anh cũng không muốn rắc rối, bèn nhét vội lại vào túi rồi nói. Thôi được rồi, tôi chúc hai người mãi hạnh phúc. Đây là lời chúc phúc thành tâm nhất của tôi. Tôi đánh mất cơ hội quan trọng nhất cuộc đời mình, thế nên tôi mong anh hãy nắm chặt lấy nó, đừng như tôi. Cảm ơn, nhưng mà tôi và cậu khác nhau. Xong việc rồi, thứ lỗi tôi không tiễn. Cảm ơn anh đã đến, tôi sẽ nhận lời chúc phúc này. Kỷ Quân quyến luyến nhìn cô thêm một lần nữa rồi quay đi với tâm tình trống rỗng. Cả đời này của anh, có lẽ khoảng thời gian có cô bên cạnh là khoảng thời gian đẹp nhất. Từ khi cô hoàn toàn biến mất khỏi đời anh thì cuộc sống của anh chỉ còn lại một trang giấy trắng. Ngoại trừ ánh đèn cùng với sự nổi tiếng thì anh chẳng còn gì. Anh quay lưng đi, dứt khoát, không dám quay đầu lưu luyến, vì hạnh phúc này là do anh tự tay đẩy nó đi vào bế tắc. Hôm nay rời đi là mãi mãi, thế giới của anh mãi mãi không còn cái tên Đinh Phương Ngôn nữa. Tạm biệt cô, tạm biệt khoảng hồi ức đẹp đẽ nhất đời anh. Con nhóc này, em nhìn đủ chưa? Thấy cô chăm chú nhìn theo Kỷ Quân, anh lại nổi cơn ghen. Vẻ mặt của anh lúc này trông thật đáng yêu. Cô quay sang nhìn anh cười, muốn xoa dịu cơn ghen tuông trong lòng của anh. Được rồi, chồng em ghen sao? Không có. Rõ là anh đang ghen mà. Thôi, để em bù đắp cho anh nhé. Ông chú. Lại gọi là ông chú rồi. Em định bù đắp thế nào đây? Anh cúi thấp xuống đi. Quốc Anh ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời, cúi thấp đầu xuống gần mặt cô. Phương Ngôn mỉm cười vừa ý rồi kể tay anh nói khẽ. Anh sắp lên chức ba rồi, không nên ghen tuông như vậy đâu. Vừa nghe xong, trong đầu anh như có một tia sét đánh ngang qua.
Anh trố mắt nhìn cô rồi hỏi lại: Em vừa nói gì? Em nói chúng ta có con rồi. Đến mức này, anh không kiềm chế được cảm xúc nữa, đặt ngay vào môi của cô một nụ hôn bằng tất cả sự ấm áp và chở che. Miệng lưỡi lại hòa lấy, ngấu nghiến như sóng ngầm, nhưng lại dịu dàng như mây trôi. Bên dưới chứng kiến màn hôn ngọt ngào này cũng hò reo vạn tiếng chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc. Chúng ta gặp nhau là một định mệnh. Định mệnh bắt ta phải nếm trải đủ dư vị ngọt ngào đắng cay. Yêu thương cũng nhiều, nhưng mà đau thương cũng không ít. Cũng bởi vì chúng ta đã vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà làm tất cả, nên những đau thương kia bỗng chốc hóa ngọt ngào. Định mệnh không có nghĩa là tất cả kết nối chúng ta lại ngay lập tức, mà định mệnh là một sợi dây dài, khiến chúng ta có muốn xa cũng không được, có muốn bỏ cũng không cho. Phải rất khó khăn để định mệnh có thể sắp xếp chúng ta lại với nhau. Một lần chạm mặt vô tình trên phố lại là định mệnh khiến chúng ta cả đời bên nhau. Tạm biệt Quốc Anh, tạm biệt Phương Ngôn, tạm biệt câu chuyện mà hai người đã vẽ nên nhiều màu sắc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Gái Sát Thủ của tác giả Tử Ngôn. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.